thắp lên một ngọn đèn như một ý nghĩa, tức là người đó đã thắp lên một cái năng lượng yêu thương đến mọi người. Khi chúng ta cùng nhau đến một ngôi chùa nào đó và chúng ta dâng đèn cúng Phật cũng đồng nghĩa rất là hay, bởi vì ánh sáng đó nó tượng trưng cho chữ lễ và tượng trưng cho sự hạnh phúc. Trong mỗi nền văn hóa, sự tuần hoàn của ánh sáng và bóng tối được dựng thành những câu chuyện thần thoại. Ánh sáng gắn liền với những biểu tượng thiêng liêng và cao đẹp nhất của các nền văn minh từ Đông sang Tây. Và theo huyền học phương Đông, ánh sáng là biểu hiện mạnh mẽ nhất của năng lượng. Nơi nào có ánh sáng thì nơi đó có văn minh. Văn minh chính là ánh sáng. Chữ minh nó gồm có chữ nguyệt và chữ nhật kết hợp lại. Đó chính là ánh sáng của mặt trời và mặt trăng. Nó tượng trưng cho ý nghĩa âm dương. Trong văn hóa phương Đông, đặc biệt là trong bộ môn huyền học thì ánh sáng vô cùng quan trọng. Ánh sáng tượng trưng cho khí hỏa. Khí hỏa tượng trưng cho tình yêu ấm áp và sự lan tỏa. Trong Phật giáo, Phật A-di-đà còn được biết đến với tên gọi là Vô Lượng Quang. Đó có nghĩa là hào quang sáng rọi, soi chiếu muôn nơi, giúp cho chúng sinh vượt qua mọi buồn đau khổ ải. Trong bộ Phật giáo, ánh sáng của các ngọn đèn, đèn lồng đèn, nén hay là những ngọn đèn khác tượng trưng cho trí tuệ. Và trí tuệ của Phật giáo là gọi là trí tuệ bất nhã. Trí tuệ đó là xoa tan những cái nỗi khổ niềm đau của một kiếp người. Khi chúng ta có những cái nỗi khổ niềm đau bởi vô minh ở đây tức là không được trong sáng, tức là bị bao phủ bởi tham sân si. Mà khi mà đã thắp được ánh sáng trí tuệ rồi thì màn vô minh đó tan biến. Ánh sáng bắt nguồn từ những ngọn đèn, nén hoặc là đèn điện thì lan tỏa một cái năng lượng ấm áp. Và các Phật giáo thì ấm áp mà ý nghĩa về ấm áp yêu thương. Và khi mà ngọn đèn thắp sáng thì cái năng lượng yêu thương đó sẽ lan tỏa. Đèn hoa đăng là nghi thức dâng hoa và đèn lên cúng dường chư Phật và Bồ Tát. Theo kinh Nhân Quả dạy, ai cúng hoa cho chư Phật, Bồ Tát sẽ được phước báo thân tướng xinh đẹp, còn ai cúng dường đèn sáng sẽ được thông minh trí tuệ. Vậy nên cúng dường hoa đăng gieo trồng phước lành, trang nghiêm thân tâm của người Phật tử. Khi một người thắp lên một ngọn đèn như một ý nghĩa, tức là người đó đã thắp lên một cái năng lượng yêu thương đến mọi người. Và một người Phật tử khi đến chùa dâng một ngọn đèn lên cúng Phật thì cái tượng trưng là một ánh sáng trí tuệ, là thắp ánh sáng trí tuệ từ Đức Phật đến với bản thân mình. Và một ý nghĩa khác là thắp lên một cái năng lượng yêu thương từ Đức Phật và lan tỏa đến mọi người. Để làm ra một sản phẩm đèn giàu mỹ thuật và phù hợp với những ý nghĩa về văn hóa tâm linh, trong quá trình tạo tác sản phẩm của đèn xinh cần trải qua nhiều công đoạn khắt khe như trao đổi với nhà nghiên cứu văn hóa, phong thủy, lấy ý tưởng ban đầu. Sau đó, chuyên gia mỹ thuật và kỹ thuật sẽ cùng xây dựng thiết kế mỹ thuật cho sản phẩm và quyết định các yếu tố nguyên liệu kỹ thuật để làm nên sản phẩm. Thương hiệu đèn xinh đã có mặt trên thị trường được 20 năm. Chúng tôi tập trung vào sản xuất các loại đèn trang trí như đèn trần, đèn tường, đèn đứng, đèn bàn bằng các phương pháp thủ công trên nhiều chất liệu khác nhau như là gốm, gỗ, sắt, mây tre lá, vải, lụa, gấm. Đối với xã hội thì đèn xinh hướng tới việc bảo tồn các giá trị thẩm mỹ truyền thống, sử dụng các sản phẩm truyền thống từ các làng nghề và duy trì tay nghề thợ thủ công. Chúng tôi phát triển hướng đến các giá trị chân thiện mỹ trong thiết kế, sản xuất và phục vụ khách hàng. Có thể thấy từ sâu thẳm cội nguồn văn hóa và tâm linh, ánh sáng của đèn mang đến cho cuộc sống rất nhiều giá trị thiêng liêng mà mỗi người đều có thể chạm đến.
Trong Phật giáo thì Đức Phật dạy rất nhiều về cái những nghi lễ gắn liền với ánh sáng. Trong đó thì đặc biệt là cái lễ dược sư, đàn dược sư. Đức Phật dạy rất rõ trong cái kinh dược sư bổ nguyện, đó là để tiêu tai những bệnh tật thì nên thắp 49 ngọn đèn và thắp suốt như vậy trong 49 ngày. Ngồi cái lễ cầu an dược sư đầu năm ra thì Phật giáo thường có những cái lễ thắp nén hoa đăng trong những ngày lễ lớn như Phật đản, Vu Lan, Thầm Lăng Giêng, rồi rằm tháng 10 và Trung Thu. Khi chúng ta cùng nhau đến một ngôi chùa nào đó và chúng ta dâng đèn cúng Phật cũng là một điều rất là hay, bởi vì ánh sáng đó nó tượng trưng cho chữ lễ và tượng trưng cho sự hạnh phúc. Một ngọn đèn, hai ngọn đèn, ba ngọn đèn, nhiều ngọn đèn, nó tạo nên một năng lượng vô hình, một năng lượng nó truyền tới cho tất cả mọi người, làm cho mọi người trong chúng ta cảm thấy ấm hơn. Và cái ấm đó chính là ấm của tình yêu, của sức mạnh, và tình yêu đó sẽ giúp cho chúng ta vượt qua khó khăn. Những ánh mắt long lanh, những lời cầu chúc thành tâm mang theo lời nhắn gửi về sự bình an, hạnh phúc được trao gửi qua những chiếc đèn ước vọng. Trao đèn được phúc, viên mãn quanh năm.